Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí, kênh cập nhật tin tức nhanh nhất và hấp dẫn nhất mỗi ngày. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật thoải mái nhé. Hamasi tiết lộ phân đoạn đặc biệt trong MV mới và ngầm công khai mối quan hệ với nhà chồng. Sau khoảng thời gian gần 2 năm im hơi lặng tiếng, mới đây Hoàng Minh Si đã chính thức quay trở lại thị trường âm nhạc bằng sản phẩm mới mang tên Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp. Nội dung MV dựa trên những câu chuyện có thật trong lịch sử, kể về mối tình nhiều biến cố của Nam Phương Hoàng Hậu và vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ chuyên chế tại Việt Nam. Sau 3 ngày ra mắt, MV mới của Hoàng Minh Si đã chính thức vươn lên vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam, cùng hàng loạt thành tích cực khủng trên YouTube như top 8 tại Nhật Bản, top 9 tại Hàn Quốc, 11 tại Australia, 16 tại Đài Loan, 19 tại Hàn Quốc và đạt tới vị trí cao nhất là 59 toàn thế giới. Đồng thời, kênh YouTube của Hoàng Minh Si cũng chạm mốc 1,1 triệu người đăng ký, giúp cô đạt được nút vàng danh giá. Là MV lấy cảm hứng từ lịch sử, có rất nhiều những phân đoạn mà phải tìm hiểu kỹ, chúng ta mới có thể hiểu hết ý nghĩa đặc biệt đằng sau. Để giải đáp thắc mắc của fan hâm mộ, Hoàng Minh Si mới đây đã chia sẻ về cảnh Nam Phương Hoàng Hậu cùng các con làm dấu của đạo Công giáo trong bữa ăn. Đặc biệt đoạn phim này lại có liên quan trực tiếp đến ông xã tương lai của nữ ca sĩ. Hoàng Minh Si đã viết: "Khi đọc kịch bản lần đầu tiên, tôi đã thật sự để tâm và yêu thích phân đoạn này, được giữ lại đạo của mình. Các con mai sau sinh ra được theo đạo mẹ và được rửa tội là một trong những yêu cầu của Nam Phương Hoàng Hậu nếu vua Bảo Đại muốn lấy bà. Bởi vậy, ekip chúng tôi đã cố gắng lồng ghép tinh tế hình ảnh đó trong MV, có thể là một hình ảnh mà trước giờ chưa có MV nào làm. Nói vì sao mà tôi lại thích phần đoạn này? Thì chia sẻ thật với mọi người, chồng của Hòa hiện tại cũng có đạo. Mai sau nếu tôi và anh tổ chức đám cưới, tôi cũng sẽ đi học giáo lý và theo đạo anh. Hình ảnh làm dấu tôi được thấy hằng ngày và cũng coi nó như một điều ý nghĩa của bản thân, nên khi quay MV tôi đã thực hiện nó một cách rất hứng thú. Điều này trong MV thật sự có ý nghĩa với bản thân tôi và gia đình chồng tôi ngoài đời. Tôi mong hình ảnh được lan rộng và đạo Công giáo cũng sẽ được hiểu đúng, bởi vì những người theo đạo Công giáo và đặc biệt ngoan đạo như chồng tôi, họ thật sự rất tốt đẹp." Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc chia sẻ của Hoa, một con chiên của Chúa trong tương lai. Và mới đây, chồng của Hoàng Minh Si cũng kể lại phản ứng của cô khi MV lên top 1 trending YouTube giữa đêm. Theo đó, thiếu gia Thanh Hải cho biết anh đã bị vợ tạo cho một phen giật mình giữa đêm vì tưởng cháy nhà. Tự nhiên đang ngủ là âm sòm tưởng cháy nhà, hóa ra cháy mạng, ra là top 1 trending. Chúc mừng vợ, chồng ngủ tiếp đây. Cách đây không lâu, Hoàng Minh Si và Thanh Hải đã vướng nghi vấn bí mật kết hôn và đã sinh con đầu lòng. Vì thế, cách gọi ngọt ngào và tình cảm của nam thiếu gia dành cho bạn gái đã khiến nhiều người càng thêm tò mò. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.